Tập 23. Phu nhân, khách quý đến nhà rồi. Chào mừng, chào mừng. Nào nào nào, mời mời mời. Chào mừng, chào mừng. Chào chị, giới thiệu với cô, Mụ Gia. Đây là bà Khương, bọn anh gọi cô ấy là A Văn. Cũng là người anh hùng thầm lặng của quỹ tài chính Đại Mộc đó. Anh hùng thầm lặng gì chứ? Tôi chỉ thích suốt ngày đi ăn uống với bạn bè thôi. Những buổi ăn đó đều là bữa tiệc đẳng cấp, nhìn thôi cũng mãn nhãn. Anh bớt đi. Nào nào, mau mời ngồi. Được rồi, ngồi đi, ngồi đi. Hôm nay tôi xuống bếp, lát nữa uống thêm mấy ly nhé. Được rồi, vất vả rồi A Văn. Đừng coi thường A Văn người ta, cô ấy chẳng những nấu ăn ngon, trước đây người ta còn là một thương nhân hết sức nổi tiếng ở phố Quân. Giỏi đến thế hay sao? Đúng là toàn năng, cực kỳ toàn diện. Nói ai giỏi giang thế? Ai thế? Chúng tôi đang nói A Văn. Nói đến đây anh giới thiệu lại với em, Khương Tổng. Chẳng những thích đầu tư mà còn là fan hâm mộ quyền Anh, nhà sưu tầm nhẩm thực cực kỳ nổi tiếng luôn đó. Lê Quang, anh giới thiệu chưa đầy đủ. Chuyện tôi lấn sân sang văn học, sao anh không nói? Bây giờ tôi đang viết một quyển sách về mua bán đồ cổ. Khi nào có bản nháp, anh xem qua giúp tôi nhé. Nhìn thấy chưa Mộ Gia, vợ chồng người ta cố gắng như vậy, cơ hội chừa lại cho chúng ta không nhiều nữa. Giám định hộ tôi, xem thử. Miếng ngọc ghép này của thời đại nào? Tôi chắc chắn không biết. Mộ Gia nói đi. Vậy em xem nhé. Anh xem chuyên nghiệp chưa? Tôi đoán là thời nhà Hán. Nói nguyên nhân đi. Tôi có biết sơ về chiến Hán dũng mãnh, đao kiếm trên hết. Đường Tống Ôn Dung, ngọc bội diêm hoa, liêu kim mộc mạc, non xanh nước biếc. Được đó. Lê Quang, cô ấy đúng là nói đâu ra đấy. Không đơn giản đâu nha. Tôi đọc ở trên sách, thế cũng đâu có đơn giản. Đoạn sắp xong rồi. Nói đến đầu tư, ngành dơm gì đó mà công ty nước ngoài các anh đầu tư quản lý đúng là rối rắm quá. Được rồi, đừng nhắc chuyện này. Dù sao CEO phụ trách dự án này đã bị đổi. A Văn, việc bây giờ cô nên làm đó là cố gắng tìm một người giỏi hơn cho tôi. Được, nói sao? Được. Lê Quang, chúng ta uống rượu nhé. Nào. Nào, chào mừng hai người, chào mừng hai người. Chào mừng. Cảm ơn. Em tốt nhất đừng nhận vụ kiện này. Vụ kiện này có vấn đề gì sao? Rất phức tạp. Nếu chị phát hiện Dương Đông Lượng có bất cứ bất thường nào về mặt tài chính, chị đều phải nói cho tôi biết. Chúng ta có thể tiến hành truy tố. Dương Đông Lượng về rồi. Bữa cơm này không vui hay sao? Công ty của Dương Đông Lượng là công ty nước ngoài của anh đầu tư, đúng không? Anh đang lợi dụng em. Nghe anh giải thích được không? Em không nghe, em muốn về nhà. Nghe anh giải thích đi được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chuyện chưa nghiêm trọng đến mức anh phải lợi dụng em. Không nghiêm trọng thì tại sao anh lại giấu em? Rõ ràng anh biết tình hình của Dương Đông Lượng, tại sao còn làm như không biết chút gì? Bây giờ em thấy mình như kẻ ngốc. Em giống kẻ ngốc gì chứ? Giống kẻ ngốc chỗ nào? Đúng, anh quen biết với Dương Đông Lượng. Nhưng mà hôm đó trước khi vào phòng VIP thì anh làm sao biết Dương Đông Lượng ở trong phòng VIP đó chứ? Anh vào đó đều do bản năng. Anh muốn bảo vệ cho em, anh sợ em bị bắt nạt. Bởi vì lúc đó anh đã thích em rồi. Anh dám ức hiếp Lý Bộ Gia, tôi sẽ báo bảo vệ bắt anh. Quỹ tài chính muốn đầu tư tập đoàn Lê Minh. Trong quá trình đàm phán, qua lại với nhà đầu tư, anh một bên bảo kế toán ước tính lợi nhuận đầu tư, một bên bố trí chuỗi công nghiệp thượng nguồn hạ nguồn, bao gồm cả ngành nhôm Hanh Đạp và giường cây Vites. Một bên ngoài sáng, một bên trong tối, để tránh nhà đầu tư nhìn ra mục đích của anh mà đưa ra yêu cầu khắt khe, cũng như tránh nhà đầu tư nhìn ra giả tâm của anh mà hét giá trên trời. Anh dùng công ty nước ngoài để bày cái bẫy này. Cho nên, lúc em đại diện vụ kiện ly hôn của pháp nhân Hanh Đạp, kiểm tra quan hệ lại không liên quan.
Em suy luận không sai. Tại sao lại giấu em? Có hai điều. Thứ nhất, bọn anh và Hanh Đạp ký thỏa thuận bảo mật. Thứ hai, em cũng có nghĩa vụ để bảo vệ cho Lâm Hiểu Nguyệt. Anh đâu thể nói với em nam chính của vụ kiện ly hôn mà em phải bảo mật là Dương Đông Lượng. Nhưng mà anh đã nhận ra khác thường, thế nên Dương Đông Lượng mới vô duyên vô cớ đi an ủi Lâm Hiểu Nguyệt. Chuyện này có công của anh? Có đó. Nhưng mà có lẽ bây giờ anh nói ra em không tin anh. Anh cũng không thể nhìn Dương Đông Lượng bắt nạt phụ nữ. Em quả thực không tin trong chuyện này có 30 triệu tiền đầu tư của anh. Em xem một buổi tối đẹp như vậy, tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian để cãi nhau? Còn là vì chuyện gia đình của người khác? Bởi vì em yêu anh. Em phải biết người em yêu là người thế nào. Em đúng là chuyện bé xé ra to. Đúng đó, em chuyện bé xé ra to. Nhưng mà có cần như vậy không? Mộ Gia, anh nói lại một lần nữa, lúc anh quyết định đầu tư Hanh Đạp, anh không biết Dương Đông Lượng đang tranh chấp ly hôn. Toàn bộ đầu tư đều do CEO của trụ sở nước ngoài chỉ đạo. Bây giờ anh ta nghỉ việc rồi. Hơn nữa anh thề với em, sau khi biết chuyện này, anh đã tạo áp lực cho Dương Đông Lượng. Một mặt do lo lắng tỷ lệ thu hồi vốn đối với việc đầu tư của anh, mặt khác anh cảm thông cho Lâm Hiểu Nguyệt. Em không phải ngày đầu làm luật sư đúng không? Sự đời phức tạp, lòng người phức tạp, vụ kiện này cũng rất phức tạp. Tại sao anh không cho em tham gia? Anh sợ em dây vào những rắc rối. Nhưng mà em đã dây vào rồi. Em buộc phải nói với Lâm Hiểu Nguyệt, Dương Đông Lượng trước khi ly hôn với chị ấy đã hoàn thành vòng gọi vốn 30 triệu tệ đợt A. Chỉ có quyền biết chuyện này. Nhưng mà chỉ vì biết chuyện này, Lâm Hiểu Nguyệt có thể yêu cầu ngân hàng đóng băng cổ phần. Chỉ có quyền này. Kết quả thì sao? Em có nghĩ đến kết quả chưa? Hanh Đạp bỏ lỡ thời cơ lên sàn tốt nhất, Dương Đông Lượng phá sản, toàn bộ khoản đầu tư của bọn anh công cốc, ngay cả Lâm Hiểu Nguyệt cũng không lấy được phí sinh hoạt. Đây là điều em muốn hay sao? Em sẽ nói cho chị ấy biết mọi hậu quả. Em sẽ để đương sự tự mình cân nhắc. Anh cũng là đương sự của em. Xin lỗi. Được rồi, không cãi nữa. Thế này đi, anh tôn trọng em được chứ? Quyết định em đưa ra, anh đều hiểu được. Cảm ơn đã hiểu. Lê Quang, chi bằng dùng kế hoặc là nhanh chóng ly hôn hoặc là bảo toàn. Thông báo phòng đầu tư, 10 phút sau mở cuộc họp qua điện thoại. Cô muốn nói Lâm Hiểu Nguyệt biết Dương Đông Lượng được đầu tư 30 triệu tệ trước lúc ly hôn hay sao? Đúng. Cô nghĩ sao vậy? Vì vậy, góp ý của tôi dành cho cô là nhanh chóng kết thúc vụ ly hôn này đi. Chuyện này từ đầu đến cuối chị đều biết, đúng hay không? Đúng, tôi biết. Thế nên chị muốn em nhanh chóng kết thúc vụ kiện của Lâm Hiểu Nguyệt chính là muốn giúp Lê Quang ngăn chặn rắc rối. Đúng, tôi nghĩ như thế đó. Nhưng mà làm người ngay thẳng, giữ tâm trong sáng là chị dạy em mà. Tôi cũng đã từng dạy cô, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần suy nghĩ kỹ, đừng có tùy tiện đưa ra phán đoán. Nếu như cô đi nói Lâm Hiểu Nguyệt lúc đó làm loạn, cuối cùng làm cho hai bên đều thiệt, cô có chắc kết quả hai bên đều thiệt là điều mà hai đương sự đều muốn hay không? Nhưng mà muốn gây hay không, muốn truy tố hay không, quyền lựa chọn nên nằm trong tay của đương sự. Em chỉ phụ trách nói sự thật cho chị ấy biết. Tôi thấy cô chỉ phụ trách gây rối thôi. Chị nghĩ như vậy, em cũng không còn cách nào khác. Trước khi cô đến tìm tôi, chắc chắn đã cãi nhau với Lê Quang rồi đúng không? Vâng. Được, thế tôi hỏi cô. Nếu cô không phải bạn gái của Lê Quang, cô chỉ là một luật sư bình thường của Kim Đạt thôi, cô có cãi nhau với Lê Quang hay không? Cô cãi nhau xong với Lê Quang, cô nghĩ Kim Đạt sẽ giữ cô hay sao? Cô trả lời tôi đi. Trả lời được không? Lý Mộ Gia, tôi biết Lê Quang rất thích cô. Nhưng mà cô phải hiểu rằng, người như Lê Quang, anh ta có thể cười mà nói đạo lý với cô, trở mặt sẽ có thể lập quy định với cô.
Lê Quang là thượng đế của em hay sao? Lê Quang đương nhiên không phải thượng đế của cô, nhưng mà Lê Quang tạm thời là thượng đế của Kim Đạt chúng ta, là thượng đế của nhóm chúng ta. Tại sao cô nghĩ Lâm Hiểu Nguyệt từ đầu đến cuối không biết chuyện này chứ? Tại sao cô lại nghĩ mình thông minh hơn Lâm Hiểu Nguyệt chứ? Cô có thể chắc chắn 100% Lâm Hiểu Nguyệt không biết chuyện này hay không? Cô có dám hay không? Cô ra ngoài suy nghĩ lại đi. Cô chờ một lát. Tôi biết. Tôi thường dặn cô phải công tư phân minh. Công tư phân minh. Nhưng mà kể từ ngày cô chọn đến với Lê Quang, bất cứ quyết định nào của cô cũng phải thận trọng. Điều này không phải để bảo vệ cho anh ta, mà còn để bảo vệ cho cô. Cô hiểu không? Đi đi. Sao lại bướng như vậy chứ? Alo Lê Tổng. Luật sư Ngô, tối nay gặp nhau đi. Được, tôi biết anh muốn nói chuyện gì, chúng ta gặp nhau rồi nói. Cô có thể chắc chắn 100% Lâm Hiểu Nguyệt không biết chuyện này hay không? Nếu như cô đã chọn yêu đương với người đàn ông như vậy, thì bất cứ quyết định nào của cô cũng phải thận trọng hết. Chị Hiểu Nguyệt, tôi đến rồi. Chị ở đâu vậy? Bộ gia, tôi ở đây. Bộ gia đúng lúc. Cô xem giúp tôi đi, đôi nào đẹp? Chọn màu đen đi. Màu đen dễ phối đồ. Dễ phối đồ làm gì? Tôi muốn có 102. Màu đỏ hồng gói lại đi. Số 37 nha. Hôm nay tôi đến tìm chị là có chuyện muốn nói với chị đây. Chuyện gì chứ? Bà nghiêm túc dữ vậy. Cô nói đi. Dương Đông Lượng trước khi ly hôn với chị, Hanh Đạp đã nhận được vốn đầu tư 30 triệu. Chị có quyền truy tố. Cô muốn tôi tiếp tục kiện tụng với Dương Đông Lượng. Nếu như chị chọn truy tố, nguồn vốn của Hanh Đạp có thể kết thúc ở đây. Cho nên có truy tố hay không, khi nào truy tố, muốn trở mặt kiện ra tòa hay là đóng cửa lại bàn bạc, chị tự mình quyết định đi. Cô cố tình chạy đến đây là muốn nói chuyện này với tôi hay sao? Đúng. Chúng ta cũng chưa được xem là bạn đúng không? Chị là đương sự của tôi. Mộ gia, khi đó tôi tìm cô, đúng là tìm đúng người rồi. Thực ra chuyện Dương Đông Lượng kêu gọi đầu tư, tôi đã biết từ lâu rồi. Chị biết thời gian đòi ly hôn quả thực rất bức bối và rất suy sụp, nhưng mà tôi nghĩ rằng trước đây Dương Đông Lượng có thể tuyệt tình đến mức cắt luôn cả phí sinh hoạt của tôi. Tại sao lại trong một đêm đột nhiên lương tâm trỗi dậy, còn chủ động thêm 1 triệu cho tôi nữa? Chúng tôi đã làm vợ chồng bao nhiêu năm, với sự hiểu biết của tôi về anh ta chắc chắn sợ gì đó mới làm như vậy thôi. Tôi mới đi tìm kế toán mà trước đó đưa báo cáo giả cho tôi. Tôi xin anh ta, mắng anh ta, mềm nắng rắn buông, đeo bám tới cùng. Anh ta mới nói cho tôi biết chuyện kêu gọi vốn. Nhưng mà anh ta nói với tôi nhất định phải giữ bí mật, cho nên tôi không nói cho cô biết. Không sao đâu, chị biết rồi thì tốt. Tôi chỉ sợ chị chịu thiệt thôi. Mộ gia, tôi không chịu thiệt nữa. Cô biết tại sao tôi lại chọn đôi đỏ hồng đó hay không? Tôi mua hộ cho người khác, nhưng lúc Dương Đông Lượng chưa cắt thẻ tín dụng của tôi phải cố hết sức kiếm tiền. Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Lão Dương vừa giả ly hôn với tôi, chắc chắn bên ngoài có người khác, ngoại tình, kêu gọi vốn, tôi đều làm bộ không biết, để mặc anh ta làm. Chờ nuôi béo rồi tôi mới giết. Cô từng nói với tôi có thể truy tố, có thể kiện anh ta bất cứ lúc nào, đúng không? Đúng. Cô phải giữ bí mật giúp tôi. Tôi đã xem cô là bạn rồi. Lâm Hiểu Nguyệt định dỗ béo Dương Đông Lượng rồi mới giết. Nếu như chị ta có ý định này thì Lê Quang tuyệt đối không thể đầu tư cho anh Đạp nữa. Nhưng mà là luật sư đại diện của Lâm Hiểu Nguyệt, mình không thể nào nói Lê Quang biết chuyện này. Làm sao đây? Làm sao? Nếu cô không phải bạn gái của Lê Quang, cô chỉ là một luật sư bình thường của Kim Đạt, cô sẽ cãi nhau với Lê Quang hay sao? Cô cãi nhau xong với Lê Quang, cô cảm thấy Kim Đạt sẽ giữ cô hay sao? Cô có thể nào chắc chắn 100% Lâm Hiểu Nguyệt không biết chuyện này hay không? Thật ra tôi đã biết từ lâu rồi. Cô giáo, trạng thái hôm nay của tôi không được ổn cho lắm. Thế tiết sau chúng ta học tiếp nha. Vâng, tạm biệt. Em nghĩ đến kết quả chưa? Toàn bộ khoản đầu tư của bọn anh công cốc, Dương Đông Lượng phá sản, ngay cả Lâm Hiểu Nguyệt cũng không lấy được phí sinh hoạt. Đây là điều em muốn hay sao? Án ly hôn, chuyện gia đình, khi cần đương sự gật đầu, luật sư tuyệt đối đừng nhúng mũi vào, không chừng người ta còn tái hôn đó. Cho nên lý lẽ trắng đen, cần nói luật, đúng sai phải trái, cần nói tình. Với hiểu biết của tôi về Mộ Gia, cô ấy chắc chắn đã nói chuyện này với Lâm Hiểu Nguyệt. Anh định làm thế nào đây? Hôm qua phòng đầu tư đã họp trong đêm, quyết định chấm dứt việc đầu tư cho anh Đạp. 30 triệu đầu tư vào thì sao? Chi phí chìm. Chúng tôi buộc phải kịp thời chấm dứt tổn thất. Chính vì Lâm Hiểu Nguyệt hay sao? Chúng ta buộc phải chịu trách nhiệm cho việc trước đó suy nghĩ thiếu sót. Ban cổ đông không có ý kiến gì hay sao? Chắc chắn có người đem chuyện này ra bé xé ra to. Hiện giờ vẫn chưa. Nhưng mà sau này có hay không thì tôi không biết. Sao mà tôi cảm thấy tôi nên nói tiếng xin lỗi anh? Con bé Mộ Gia này quá bướng, tại tôi không dạy dỗ tốt, không trách cô ấy. Suy cho cùng chuyện này tại tôi. Lão Lê, về công, chức trách của tôi đó là giúp anh kiểm tra bù đắp thiếu hụt, tránh né rủi ro. Nhưng mà con bé Mộ Gia nó quá bướng, cứ muốn tạo ra rủi ro. Điều này tôi quả thật không thể tha thứ. Nhưng về tư, thực ra tôi rất ngưỡng mộ hai người. Thật sao? Hai người khiến cho tôi nhìn thấy tình yêu mà rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy đó. Chị, nghĩ gì thế? Sao chị lại ở đây? Chị học nhảy ở lớp, nhảy trên lầu đó. Sao hai đứa ra ngoài shopping vậy? Hôm nay Cao Sướng ký hợp đồng, nhận được một thùng vàng đầu tiên trong đời, 30.000 tệ. Tốt lắm. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Chị này, tuần sau em xin nghỉ phép năm, muốn đưa Cao Sướng về quê. Chị có gì muốn gửi cho dì cả không? Có, để có gì chị gửi qua cho em. Lát nữa bọn em đi ăn pizza, chị muốn đi chung không? Chị không đi đâu, chiều nay chị phải viết báo cáo nữa. Hai đứa đi đi. Được, bye bye.
Chị của em đúng là phát triển toàn diện dân thể Mỹ. Dân thể Mỹ là gì? Nghĩa là toàn năng. Kể ra thì em cũng toàn năng mà. Ăn được, uống được, ngủ được. Còn tẩn anh được nữa. Tôi đã xong rồi. Cô dâu xong chưa? Xong ngay, xong ngay. Nào, bộ đồ của anh nhỏ quá phải không? Được rồi, anh có cái để mặc là tốt lắm rồi. Ngồi đi. Anh không ngồi, em ngồi đi. Em mặc váy sao mà ngồi được? Mau lên ngồi đi. Xong chưa? Xong. Nào, ngồi lên chân. Không nghiêm chỉnh. À, cô dâu, tôi muốn bàn với cô chuyện này. Lại sao thế? Tôi muốn trả phòng ngủ chính. Tôi giữ lại phòng này đủ xài rồi. Tôi còn chưa cho thuê được phòng ngủ phụ. Anh lại muốn trả phòng ngủ chính rồi. Cô cũng nhìn thấy rồi đó. Chuyện làm ăn của tôi ế ẩm lắm. Thôi được rồi, quy tắc cũ. Anh dọn phòng, tôi tìm khách thuê. Không được để trống ngày nào nghe chưa? Được, cảm ơn. Vẫn bủn xỉn như vậy. Nếu không sao kiếm được căn nhà. Anh cũng bủn xỉn mà ra đấy. Nhìn ống kính, mỉm cười nhé. Thân mật vào. Thân mật hay sao? Được, được. Anh hai, thân mật, không phải hôn. Có hơi nôn nóng rồi đó. Thế này, anh nhìn cô ấy, cô nhìn anh ấy. Mơ tưởng về tương lai tươi đẹp. Được rồi, được rồi. Đúng, tươi đẹp, đúng, 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 đúng. Nhìn em. Đúng, tình cảm đúng rồi. Giữ vững. Có phải gần quá rồi hay không? Sắp lát mắt luôn rồi. Tốt lắm, cứ giữ như thế. Nào. Nghĩ gì vậy? Em đang nhìn ngoài đường đèn đuốc sáng trưng. Cuối cùng thì em cũng có ngôi nhà của chính mình rồi. Quan trọng là do có anh còn gì. Cãi cái gì? Ý em là vậy cơ mà. Ngôi nhà này của em và anh còn gì nữa. Thật là. Khi nãy lúc chụp ảnh cưới em đã nhìn qua. Em thấy anh cũng đẹp trai đó. Chỉ hơi to con thôi. Em mới phát hiện ra hay sao? Anh nói cho em biết từ lần đầu tiên anh đã thích em rồi. Cảm thấy em xinh gì đâu. Chỉ có chút xíu quê mùa thôi. Anh mới quê mùa đó. Anh quê nhất, cả nhà anh đều quê hết. Nói em quê hả? Đúng rồi vợ à. Một người anh em của anh chẳng phải đã giới thiệu việc làm cho anh rồi hay sao? Hai hôm nữa có thể đi làm rồi. Chờ khi phát lương chúng ta chụp lại ảnh cưới đàng hoàng. Bây giờ cũng đàng hoàng. Sao vậy? Khi nãy chúng ta chụp không đàng hoàng hả? Không phải ảnh cưới đàng hoàng hay sao? Đúng. Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp đàng hoàng. Được chưa? Em nghĩ chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi. Đừng ngủ giường trên giường dưới nữa nhé. Anh không ngủ ở đây hay sao? Không được, em phải cho thuê phòng ngủ chính. Cho thuê phòng ngủ phụ. Anh thuê phòng ngủ chính. Anh ở với vợ của anh được chứ? Được. Dành đưa tiền thuê cho em đi. Anh trả đi. Nào, moi thử trong túi của anh ra xem. Anh có tiền không? Anh chắc chắn trả cho em. Chắc chắn trả mà. Cuối cùng cũng nằm lên giường rồi. Vẫn là nằm giường to thoải mái. Em đang nằm trên giường sao? Em nằm trên tay của anh mới đúng. Thế thì anh tránh ra. Anh đi chỗ khác đi. Anh ngủ giường hai tầng đi. Em tự ngủ. Em có ý gì đây? Anh nói cho em biết. Bây giờ anh hợp pháp rồi nhé. Nhột quá đi. Thua chưa? Thua rồi, thua rồi. Nào nào, anh đừng có đè em nữa. 等一下
Chờ đã, điện thoại kìa. Điện thoại? Điện thoại gì chứ? Không phải có điện thoại thật. Không chừng là khách hàng đó. Nào nào, anh tránh ra đi. Tránh ra. Mẹ của em. Ơ kìa. Alo, sao vậy mẹ? Dung Dung, sao mà con bắt máy lâu như vậy chứ? Con đang định đi tắm đi ngủ. Sao vậy mẹ? Mẹ nói cho con nghe Dung Dung, con đó nên nghĩ đến vấn đề cá nhân của mình đi. Đừng có suốt ngày cứ nhà cửa này nọ nữa, có đúng hay không? Con từ sáng tới tối không biết nghĩ cái gì trong đầu. Mẹ nói cho con nghe, em vợ của nhà hàng xóm gì cả con cũng ở Bắc Kinh. Người ta tốt nghiệp thạc sĩ, làm ở đơn vị hành chính. Cũng tại công việc bận rộn cho nên còn độc thân. Dì cả của con nghe thấy điều kiện không tệ, con gặp hay không đây? Không gặp, có gì phải gặp chứ? Là dì cả nói mà mẹ tin được hay sao? Trước đó dì nói với con không được mua nhà ở Bắc Kinh, chắc chắn rớt giá đến mặt mũi bầm dập. Nếu con nghe lời dì ấy, bây giờ con hối hận thối ruột luôn rồi. Lần này là thật, mẹ đã chứng thực rồi. Chàng trai đó có tài, chúng ta có nhà, thích hợp quá rồi. Thích hợp gì chứ? Nhà con có thể cho anh ta ở, anh ta chia con một nửa, ai khuyêu được à? Thật là, đừng làm mấy vụ mua bán lỗ vốn này. Mẹ nói cho con biết Dung Dung, sao bây giờ con lại như vậy chứ? Kết hôn đâu phải làm ăn, con nói chuyện khinh người quá vậy. Mẹ thấy con đúng là biến chất rồi. Hơn nữa con thường xuyên không nghe điện thoại ở nhà gọi. Mẹ không biết mỗi ngày con ở Bắc Kinh làm cái gì nữa. Con đang lo cho bốn căn nhà đó, con trả gấp vất vả lắm. Mẹ ơi, nước sôi rồi, con phải tắm nữa. Con không nói nữa nha, con đi tắm đi, cúp máy nha. Bye bye. Tiêu rồi, mẹ của em muốn giới thiệu đối tượng cho em. Anh nói cho em biết, giờ em là người có chồng rồi, có biết chưa? Em biết, nhưng mà mẹ của em đâu có biết. Thì bây giờ đến gọi cho cô, tự mình giới thiệu. Tự mình giới thiệu gì chứ? Anh không có công việc, lại còn không có tiền, còn gây gỗ với gia đình. Tự mình giới thiệu một tờ giấy trắng, anh định giới thiệu thế nào đây? Anh nói anh chui ra từ trong khe đá hả? Anh không có gì cả, anh chỉ có giấy, giấy kết hôn, quận Triệu Dương cấp đấy. Chúng ta đổi hướng kết hôn với nhau, bố mẹ mới dưới quê lên, không chịu nổi đã kích đâu. Anh để cho em suy nghĩ trước, soạn một kế hoạch, từ từ nói chuyện với họ. Còn soạn kế hoạch, em tưởng mua nhà hay sao? Anh còn ngủ nữa hay không? Anh không ngủ, em ngủ đó. Khó khăn lắm mới được ngủ giường. Ngủ chứ. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Anh đè trúng tóc của em rồi. Coi anh mặc đồ vest kìa, lộn xộn cả lên. Cho dù là công ty bạn của em giới thiệu cũng phải làm tốt đó. Đừng có lơ đễnh để bạn bè mất mặt. Anh biết cân nhắc. Bây giờ anh cũng là người trụ cột gia đình. Được, vậy chờ anh về ăn cơm tối. Cho chút động lực đi. Đi nha. Bác Tài, đến trung tâm khoa học công nghệ khoảng bao nhiêu? Giờ này kẹt xe ai mà biết. Đồng hồ bao nhiêu thì bấy nhiêu. Được, đi thôi. Trung tâm khoa học công nghệ. Chào anh, chào anh. Cho tôi hỏi, đây là cửa hàng của Sài Tổng phải không ạ? Đúng vậy. Tôi đến đây đi làm. Đúng lúc, nào nào giúp một tay luôn đi. Giúp tôi khiêng đến trước cửa. Ơ kìa, khoan đã. Khiêng đi đâu? Trước cửa. Anh à, tôi muốn biết đống này khiêng đến trước cửa bao nhiêu. 100 tệ. Được, làm thôi. Nào, từ từ, cẩn thận. Được, đi thôi. Tôi đỡ cho anh. Dừng. Ai bảo anh khiêng vậy? Ông chủ này bảo tôi khiêng. Ơ kìa, tôi không phải ông chủ. Cậu là ai vậy? Anh là Sài Tổng phải không? Chào Sài Tổng, tôi là Lý Vạn Minh. Hôm qua đã gọi điện thoại cho anh Phong giới thiệu. Giới thiệu cậu đến làm ông chủ hay sao?
Dạ không phải, tôi thấy người ta có xe đẩy, tiện lợi ấy mà. Cậu tự trả phí vận chuyển hay sao? Tôi gọi người thì tất nhiên tôi trả. Cậu trả. Đến đúng lúc lắm. Nào nào, kéo đi kéo đi, mau lên. Khoan đã, Sài tổng, ai trả phí vận chuyển vậy? Tôi trả, cậu ta trả. Anh kia, để đi đi. Nào nào, trước cửa, cẩn thận nhé. Từ từ thôi. Qua đây, nghe Đại Phong nói cậu là người Bắc Kinh. Nhà của cậu không thiếu tiền hay sao? Thiếu chứ, tôi đang phải trả góp nhà. Trả góp nhà mà cậu còn thuê người ta kéo xe hay sao? Cũng tại tôi sợ mọi người vất vả mà. Tôi còn phải cảm ơn cậu hay sao? Không cần, anh đừng khách sáo. Không sao. Tôi nghe Đại Phong nói cậu rất giỏi lắp máy tính. Cũng tạm thôi, cơ mà chắc chắn giỏi hơn đa số người ở đây. Thế thì được. Chỗ của tôi thiếu người lành nghề. Cậu thấy hai người đó hay không? Đều là đổi nghề giữa chừng. Mấy chủ thì hơn 5.000 tệ, cũng không biết lắp CPU nữa. Còn ăn hàng thì cũng là người quen giới thiệu hay sao? Một người là em trai ông chủ cửa hàng điện tử, người còn lại thì sao? Em trai vợ tôi. Không sao, muốn cười thì cười đi. Cười đi, không sao không sao. Nào để tôi, tôi phải làm việc rồi. Nào nào, anh đưa tôi đi. Để tôi, từng cái, cẩn thận đó. Được rồi, cẩn thận, được rồi. Lát nữa tôi phải ra ngoài. Ba anh em các cậu lắp cho xong mấy cái máy đó cho tôi. Lý Vạn Minh là nhà chuyên môn, khó khăn lắm công ty của ta mới mời được. Hai cậu vẫn phải suốt ngày nói không ai truyền nghề hay sao? Đại thần đến rồi đó, cố gắng học hỏi người ta biết chưa? Chắc chắn học hỏi. Được, giờ tôi đi trước đây. Anh đi thông thả à? Đi thông thả. Binh, cậu dọn đi nhé. Vất vả rồi. Còn phần của tôi nữa, cũng làm phiền cậu luôn. Ra cửa rẽ phải có thùng rác. Ăn no rồi ngủ trưa thôi. Lưng của tôi, trưa thì phải ngủ một giấc. Sài tổng dặn chúng ta lắp máy cơ mà. Thì ngủ dậy rồi lắp. Không ngủ trưa, tối dễ suy sụp. Được, thế hai anh cứ ngủ đi, tôi làm xong tôi đi trước. Bán mạng thế, tưởng mình là top 500 thế giới thật hay sao? Ngủ thôi ngủ thôi. Binh, nhỏ tiếng chút thôi, tôi hơi bị khó ngủ đó nha. Cảm ơn. Thế anh cố gắng luyện đi. Anh kia, làm nhẹ thôi, tôi khó ngủ. Em xem, anh ta chê ồn. Sao anh ta không đến nhà hàng Dương Phủ thêm một phòng để ngủ chứ? Kê một cái ghế, nằm ở cửa hàng điện tử mà khó ngủ hay sao? Đừng so đo với anh ta nữa, chúng ta ăn nhiều vô, quá phẫn độ thành đồ ăn. Đúng rồi, em xem, ngày đầu tiên anh đã thành như vậy. Vậy làm sao đây? Chờ phát lương mua một bộ đồ mới. Có khi anh không thể làm đến ngày phát lương. Anh xem, chúng ta hôm nay đều đi làm, đúng hay không? Cũng bỏ sức lao động rồi, còn lỗ thêm một bộ vest. Nếu nhanh không lấy được đồng nào thì chẳng phải hờ cho ông chủ đó hay sao? Em nói thế cũng đúng. Không chừng anh ta cố tình tuyển người mới như anh để làm sức lao động miễn phí. Đúng. Không được để cho anh ta như ý. Đúng. Anh phải làm đến khi phát lương. Anh còn phải kiếm tiền mua quà cho vợ anh nữa. Được. Em chờ. Mời vào. Dì cả, cháu để đây nhé. Để đại đi. Dì cháu để đây nha. Ngồi đi cao sướng. Dạ. Cao Sướng hiếm khi đến đây, dẫn nó ra ngoài đi dạo, ăn đồ ăn ngon đi. Gì cả? Đổi tivi rồi hay sao? Chị của cháu nhất quyết muốn đổi đó. Cháu xem tivi cũ còn tốt mà, như vậy khác nào lãng phí. Gì cả là đang quán trách ngọt ngào. Chị xem lần này chị mang bao nhiêu thứ cho gì? Cháu với Cao Sướng thành người chuyển hàng luôn rồi. Mua gì cơ chứ, toàn mua linh tinh thôi. Dì xem, khăn tròn lông cừu, 100% lông cừu, ấm lắm đấy. Dì cũng đâu có dùng tới, thật là. Còn cái này nữa, vòng vàng, dì đeo lên tay, sau đó đi đánh mặt trượt, mỗi khi giơ tay ra, quá là sang rồi. Nặng vậy hay sao? Thanh, cái này mua hết nhiêu tiền? Để lại mới được.
Để lại thôi. Để chị cháu mang đi trả đi. Đừng có làm mất đó. Dì cả, dì xem cái này. Đây là điện thoại thông minh mới ra. Mua điện thoại chi vậy? Dì có điện thoại rồi. Bây giờ trên điện thoại có WeChat. Lúc dì nhớ chị Mộ Gia thì cầm điện thoại lên nói: Mộ Gia, mẹ nhớ con quá. Chị sẽ nghe được ngay. Dì có điện thoại. Điện thoại đó cũng là gọi điện con gì. Dì xài cái của dì cũng tiện rồi. Nó còn tiêu tiền lung tung nữa. Chị, em đăng ký xong quy chắc cho dì cả rồi. Chị chấp nhận đi. Xong rồi. Nói đi ạ. Alo. Alo. Alo mẹ. Điện thoại mới có tốt không mẹ? Con tiêu tiền lung tung phải không? Mẹ xài điện thoại của mẹ cũng được rồi. Con mua cái mới cho mẹ, mẹ không biết xài đâu. Mẹ bảo Thanh chỉ cho mẹ. Cái vòng vàng đó mẹ đóng gói cho con rồi. Con mau chóng đem về trả cho mẹ đi. Con mua cho mẹ rồi thì mẹ đeo đi. Con không có trả được. Sao con lại không nghe lời vậy? Thật là. Con ở đâu vậy? Đang làm gì thế? Con chuyển nhà rồi. Con nói cho mẹ nghe, căn nhà này rất tốt. Phòng khách còn ở hướng nam. Phòng ngủ cũng rộng rãi nữa. Với chung cư có một công viên lớn. Mẹ mau qua đây đi, con muốn ở chung với mẹ. Căn nhà đó tốt như vậy, chắc đắt lắm đúng không? Một tháng bao nhiêu tiền? Cơ quan thuê cho con ạ. Mẹ nói cho con biết, kiếm tiền nhiều như thế nào, con cũng phải xài tiết kiệm, đừng có mua đồ bừa bãi. Con không thích góp tiền, làm sao mua nhà được? Nhà ở Bắc Kinh càng ngày càng đắt rồi. Trước đó bảo con mua, con lại không chịu mua. Bây giờ càng mua không nổi rồi. Con mua, chắc chắn sẽ mua. Con cố gắng mua trong chung cư này. Không, mua nhà phải mua căn nào thực tế. Chúng ta không cần chung cư cao cấp gì đó. Cũng không cần kiểu nhà to. Chúng ta mua căn nào ở thoải mái là được rồi. Nhớ chưa? Mẹ sao vậy? Sao mà cứ luyên thuyên mãi thế? Mỗi ngày con ăn gì? Ở nhà có đồ ăn hay không? Tan ca rồi, không còn bán gì nữa phải không? Hay là mẹ làm hoành thánh cho con nha? Đúng lúc Thanh đang ở đây, giờ nó mang về cho con luôn. Con về bỏ tủ đông. Con muốn ăn nhân thịt cải thìa, nhân thịt rau tề. Được rồi nhé, con thích ăn gì mà mẹ không biết hay sao? Con còn lải nhải nữa. Con nhớ kỹ cho mẹ. Kiếm tiền khó khăn, kiếm được tiền thì phải cố gắng dành dụm để dành mua nhà. Chuyện gì vậy? Sao lại giống Điền Dung nữa rồi? Suốt ngày nhà với nhà. Được, con cúp máy nhé. Khoan 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 cúp. Thanh, Thanh à. Thanh, gì không biết tắt. Nào, cháu tắt đi. Nút đỏ này chính là tắt. Chị à, dì cả ở đây rất tốt. Chị yên tâm đi. Được. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cao Sướng, cháu lần đầu đến nhà cũng không có gì ngon, chưa chuẩn bị gì cả. Thanh à, nghe chị của cháu nói mới thuê nhà mới. Nhà đó là cơ quan thuê cho hay sao? Dạ, chuyện này cháu cũng không rõ lắm. Nó có bạn trai đúng không? Dạ, mới quen thôi. Chờ đến lúc rồi, chị sẽ nói cho dì biết mà. Lời dì nói, chị của cháu hoàn toàn không nghe. Thanh niên các cháu, khi nào gặp mặt, nói chuyện với nhau, cháu khuyên nó giúp dì nha. Bảo nó đừng có tiêu xài phung phí. Cháu cũng thế rồi, dì cả đây không thiếu gì hết. Đồ ăn đồ uống, đồ dùng có đủ. Đừng có để nó xài lung tung, dành dụm tiền bạc, kiếm tiền khó lắm. Thôi uống nước đi. Dân ạ, nào rót thêm. Chào cô, hải sản của cô đến rồi. Được, cảm ơn, không có gì. Dẫn Minh à, em để rác ngoài cửa, lát nữa anh mang xuống nha. Dẫn Minh à, anh mua hải sản hay sao vậy? Hải sản gì chứ? Một thùng to thế này.
Đâu phải anh mua đâu. Anh đâu mua nổi cái này? Cô Tiên Ốc mua hay sao vậy? Không phải anh mua thật hay sao? Không phải. Thế lạ thật, sao lại để ngoài cửa nhà chúng ta? Em vô nhóm chủ nhà hỏi thử. Dung Dung, cơ quan phát phúc lợi, một mình ăn không hết. Hai người tiêu hóa giúp mình nhé. Không phải cô Tiên Ốc đâu, là Lý Bộ Gia. Bộ Gia tốt với em thật đó. Đúng đó. Cho em mượn tiền mua nhà, kiếm cớ tặng bistec, hải sản cho em nữa. Trước đó em còn ích kỷ, cãi nhau với cậu ấy. Vậy em xin lỗi người ta đi. Em biết cậu ấy sẽ không trách em. Nhưng mà em thấy từ khi cậu ấy dọn về Vịnh Kim Lung, không vui vẻ chút nào cả. Em cũng không biết làm sao giúp cậu ấy nữa. Con người cậu ấy thích sĩ diện, bản thân có khó khăn gì cũng không nhờ vả người khác. Lê Tổng, hiện đã đầu tư toàn bộ 30 triệu tệ vào việc đổi mới thiết bị. Bây giờ mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu thời cơ thôi. Chỉ cần khoản đầu tư tiếp theo đến tay, chúng ta lập tức thu mua nhôm thô, sẽ có thể làm một vố lớn. Dương Tổng nè, trước tiên, khoản đầu tư đợt một của chúng tôi không đạt được doanh thu mong đợi. Kế đến, cá nhân và tình trạng hôn nhân của anh là mối nguy cơ cho dự án chúng tôi. Vì vậy tập đoàn chúng tôi quyết định tạm dừng khoản đầu tư đợt 2. Tạm dừng. Đúng, tạm dừng.